phải ngậm, ngậm thật kỹ, sau đó mới đưa vào tiềm thức rồi mới biến thành cảnh tay. Bạn bè mình đứng thằng nào nó gọi, kể cả đến lúc nó ăn nút đi đất rồi nó lại bật lên. Ở đây lịch sử cho thấy là cải tạo công thương nghiệp xong rồi thì những người ta mất dậy, nhưng mà người ta lại vẫn giàu nhất Sài Gòn. Thế là những nhà tư sản của Hà Nội thì con cháu họ để ra, rồi rốt cuộc là vẫn từ cái gốc đó. Thì nó chứng minh họ là gì? Họ là cỏ ấu, mà trong các cây cỏ mà anh quan sát, cỏ ấu là cái sinh sống lúc này. Nếu nó chỉ còn một cái rễ thôi, tức là anh phay hết mặt đất, anh chốc lên, anh nhổ lên, chốc tận gốc ấy, nhưng nó còn sót một cái, sau một mùa mưa nó còn mọc, thì thường người ta ví anh ấy là cỏ ấu. Dạ, anh ạ. Chỉ cần một sợi, dạ, còn lại tư duy là ăn. Dạ. Nên nó như thầy hay giảng ấy, là nó là giới tinh hoa. Tinh hoa, thầy giờ... Tinh hoa mà. Em có làm ban em để có con thằng là nó trước làm vỡ nợ 2-3 lần. Thế rồi cuối cùng nó vẫn lập nên sự nghiệp. Mà nó không mấy lần được tâm sự, tôi bỏ lỡ bóc những cái cơ hội chỗ này. Mà cuối cùng nghĩ là có thể, mình nghĩ là các cái cơ hội đấy có thể nó đẩy nó lên rất nhanh. Nhưng mà nó không có may chẳng hạn thế, thì hoặc nó quyết đoán không đến nơi thì nó dở, mà cuối cùng bây giờ tất cả những thằng mà bước trước mà đi trước nó thì bây giờ còn đi sau nó nhiều. Cho nên là cứ ngồi xong lập luận xong tưởng tượng, lập luận nó phải dựa trên nền tảng. Và bọn này được đào tạo kỹ lắm, nó có những nền tảng để tranh luận. Thế anh không đủ nền tảng, anh cứ ngồi tranh luận bằng kinh nghiệm xong gân cổ để xong đập vào mặt. Xong bây giờ có phương tiện là chúng nó lên là chửi nhau. Thực ra nói hoàn toàn đúng. Nó phức tạp lắm. Nhưng nếu anh nhìn thật đơn giản theo phong cách của tôi ấy, thì anh thấy là mọi thứ nó không quá phức tạp đâu. Nhưng nhìn nó sáng ra cứ thế mà khác rồi. Nhưng người ta không có niềm tin vào việc ấy. Bây giờ tôi tốt với anh, người ta vẫn không có niềm tin là anh tốt với tôi. Anh xấu. Nhưng đến lúc anh gặp sự cố ấy thì anh mới thấy hóa ra quý nhất là thằng Dương chứ không phải ai. Thì phải cho người ta thời gian, người ta va, người ta nhưng mà trên hết không phải anh. Tôi làm tốt tới đâu á thì tôi nhận cái người bên cạnh anh đến đó. Mà anh sẽ bị mất từ cái đó chứ không phải chính anh với tôi. Họ không hiểu, đến khi họ hiểu rồi nhưng họ không tin. Thì nếu Bác Hồ có 6 cây gậy à quên 34 cây gậy, mỗi đồng chí là một cây gậy bao giờ tiên thân cách mạng Việt Nam. Với một thế cờ mà mình đại diện cho cái đúng thì không có cái gì mà mạnh bằng cái đúng cả. Cái quả bác luộc sáu thằng đấy của nên tôi ngồi nó có tin đâu. Tin mà trong một cái băn khoăn tin vào chính mình chứ không phải tin vào người đối diện. Tại sao lại thuộc cái thằng? Tặng theo cái sợi dây ấy, xong là lấy anh Phương chẳng hạn, mọc cái sợi dây vào biến thành con bò mà dắt đi, đứng trên sân khấu cưới mà thằng nào đâu nó cứ rung một bật thì lấy con này có rủi ro không ta? Đằng này cái cô con gái lấy thằng này có rủi ro không ta? Tại sao lại ở thế bị động này? Làm gì có chuyện? Cho nên là người ta hiểu sai về giáo dục. Giáo dục chưa bao giờ là thành công, mà giáo dục cũng là chìa khóa để mở thành công. Cho nên em nhận thức được rồi, nhưng em vận dụng không được ấy, thì giáo dục nữa mà bằng thừa. Nhưng em hành động mà không có giáo dục thì có nghĩa là em phá cửa. Còn khi người ta có chìa lại thế ra. Cho nên chìa khóa để dẫn đến thành công hay là chương trình chìa khóa thành công ở trên TV đang làm, thì nó đang làm này. Thì
thì phải phân tích kỹ cái chương trình này, tức là tên chương trình này. Chìa khóa của thành công chính là giáo dục. Vậy nếu chương trình mà không đạt được chỉ số giáo dục thì nó không phải là chìa khóa. Đôi khi nó bị thiên về hành vi, đôi khi nó thiên chạy về khác, thì nó mất cái tính chìa khóa. Tách. Còn thành công nó là cả tấm cửa, cả cái nhà là cơ. Nhưng cái chìa khóa để thành công là cái nào? Thế bây giờ có cái chìa rồi, hiểu biết hết rồi, nhưng không dám làm, thì cái chìa này quăng này. Cho nên là chấn hương dân tộc bao giờ người ta cũng bắt đầu từ đào tạo. Cho nên là khuyến nông của Thái Lan ấy, thì nó có 6 nội hàm. Nội hàm đầu tiên là người ta ói ngân sách cho người ta dạy nông dân thế nào là cung cầu, thế nào là thị trường, và biến mỗi người nông dân trở thành một doanh nghiệp để thích nghi với cung cầu. Và nông dân phải dùng công nghệ, tức là để cái laptop ở dưới ruộng bấm e để kết hợp phân bón. Sau khi làm Excel xong thì nó bật tách tách cả. Thì người Nhật với người Thái nó ngồi nó bấm. Nhưng mà cái người trộn phân trên công thức của cái máy ấy, là người Việt Nam, người Philippines, người Malaysia, người Singapore, nó làm. Nông dân mà lại không làm tí nào. Nhưng đều từ chìa khóa giáo dục mà ra. Cho nên nó là chìa. Thế nhiều anh kiến thức rất là rộng, có chìa rồi. Điều kiện cần có rồi, nhưng không có điều kiện đủ, có dám làm đâu. Cứ dám thọ nó mở đâu. Sợ rằng là cho nó thọ ra. Thì khi anh nhận thức về sáng như vậy. Vâng. Trường Doanh Nhân, PR Future.